Hello anh em, mình là Ego Tuna đây. Nhân vật của ngày hôm nay không ai khác chính là Obito. Obito là một nhân vật mà mình rất thích. Còn nhớ lúc mới xuất hiện, Obito cũng muốn trở thành Hokage giống như Naruto. Và từng để lại một câu nói để đời, tát thẳng vào mặt của Kakashi: kẻ phá vỡ quy tắc là rác rưởi, nhưng kẻ bỏ rơi bạn bè thì còn thua cả rác rưởi. Obito đã trở thành anh hùng thật sự khi cậu đã hy sinh bản thân của mình và cứu lấy Kakashi. Sau đó còn tặng cho Kakashi con mắt Sharingan và nhờ đó mà khai sinh ra cái tên Ninja sao chép Kakashi. Nhưng nhiều năm sau đó, từ người anh hùng ngày nào, hắn ta lại trở thành một trong những kẻ phản diện chính với cái tên là Tobi đeo mặt nạ. Từ lúc chứng kiến Rin chết, Obito đã biến cả thế giới trở thành kẻ thù của mình. Nhưng điều này mình có thể hiểu được vì cả thế giới trong anh giờ đã sụp đổ rồi. Trước khi đi cứu Rin, Obito đã từng nói: tớ sẽ phá hủy quy tắc để cứu Rin. Nếu làm vậy không được xem là một nhẫn giả chân chính thì định nghĩa về nhẫn giả sẽ được tớ phá vỡ. Qua câu thoại này, ta có thể thấy được Rin quan trọng với Obito như thế nào. Và sau khi Rin chết, Obito đã thức tỉnh Mage Kyo Sharingan. Nhãn thuật này giúp cho hắn ta có thể mở được không gian khác, khiến hắn có thể biến mất tạm thời khỏi không gian hiện tại của mình. Và hắn luôn muốn trốn chạy sự thật rằng Rin đã chết dưới tay của Kakashi. Chính vì lý do này mà hắn muốn dùng quyệt nhãn để tạo ra một thế giới mới. Sau khi Rin chết, Obito lúc nào cũng đeo mặt nạ và luôn sử dụng danh tính của cụ Madara để hành động. Và sau khi bị vỡ mặt nạ, lộ mặt thật, hắn đã nói với Nano và Kakashi rằng: tao từ lâu đã không còn là Obito nữa. Lúc trước, tao là Uchiha Madara, còn bây giờ, tao là Jinchuriki của thập vĩ. Một khi đã đeo mặt nạ, thì không có việc gì mà tao không dám làm, kể cả những việc độc ác nhất. Bởi vì khi rời khỏi thực tại, Obito sẽ không còn liên quan đến thế giới này nữa. Riêng mình không nghĩ rằng Obito là một thằng điên như MV của chết Tati vì tình mà hận đời. Trái ngược hoàn toàn với Naruto, chàng đầy hy vọng và luôn có mọi người ở bên cạnh. Tập này, mình sẽ phân tích về Obito sau khi chết. Sau khi được Madara cứu sống và dần hồi phục, hắn đã luôn muốn triển khai kế hoạch nguyệt nhãn mà Madara đã thường kể. Nhưng mọi việc đâu đơn giản như vậy, còn việc tạo ra thế giới mới thì cứ để cụ lo. Tuy Madara đã truyền dạy hết tất cả những chiêu thức cả đời học được cho Obito, nhưng từ đầu Madara chỉ xem Obito là công cụ của mình mà thôi. Nhưng Obito chưa từng có ý định nghe theo Madara. Người bắt đầu kế hoạch nguyệt nhãn phải là ta. Chỉ có ta mới có thể tưởng tượng được ra Rin đẹp nhất, cả Kakashi và thầy Minato nữa. Và hắn cũng đang muốn sử dụng ngược lại Madara. Thế giới này chỉ là thứ tạm bợ, thậm chí cả cơ thể này của Obito cũng chỉ là nơi ở tạm thời mà thôi. Để trước khi hắn ta có thể tạo ra thế giới mới, Obito hiện tại đã chết rồi. Còn Obito thực sự sẽ trở thành Hokage trong thế giới mới. Hắn như một gamer với trình độ thì tệ hại, vì muốn qua mạng một cách nhanh chóng mà không quan tâm đến kết quả trước đó. Và hắn đã bắt đầu đeo mặt nạ, từ đó mà cũng bắt đầu sử dụng cái tên Madara. Sau đó hắn đã đến tìm Nagato và muốn hợp tác để chấm dứt chiến tranh, nhưng Yahiko đã ngăn cản. Cậu ta muốn dùng chính cách của mình để chấm dứt chiến tranh. Obito không ép buộc họ và để cho họ rời đi, và nói với Nagato một lần nữa: có phải thế giới này đã khiến cho anh rất tuyệt vọng không? Sau đó, ba người bọn họ thành lập ra tổ chức Akatsuki vì mong muốn lập lại hòa bình. Họ dần trở thành những tia sáng hy vọng lan tỏa ra khắp làng mưa. Và khi tổ chức của họ dần lớn mạnh, Hanzo lại lo sợ quyền lực của mình bị đe dọa, nên đã cùng hợp tác với Danzo để có thể trừ khử Akatsuki. Và ngay lúc này, Obito đã chứng kiến tất cả mọi thứ. Obito lại một lần nữa đến tìm Nagato và muốn cậu đi theo hắn, vì hắn không muốn cậu đi vào vết xe đổ trước đó của mình. Nhưng Nagato đã từ chối và chọn cách tin tưởng vào Yahiko. Không biết nói gì hơn nên Obito quyết định rời đi. Và sau đó, Yahiko và Nagato bị phục kích khi cứu Konan. Các thành viên trong Akatsuki đã ngay lập tức đến ứng cứu, nhưng lại bị Obito và Zetsu ngăn cản. Và hắn ta đã giết hết tất cả những thành viên đời đầu của Akatsuki, rồi trở lại chiến trường để xem tiếp vở kịch. Khi chứng kiến cảnh tượng Yahiko tự sát dưới tay Nagato, điều này đã khiến cho hắn nhớ đến Rin và Kakashi và hứa rằng sẽ cho bọn họ gặp lại nhau trong nguyệt nhãn. Cái chết của Yahiko đã khiến cho Nagato phát điên. Từ đây, hắn cũng không còn tin tưởng vào hòa bình nữa. Và sau khi giết Hanzo, Nagato đã nhập hội với Obito, cùng nhau hợp tác bắt các vĩ thú. Và hắn cũng sẽ dùng sức mạnh của vĩ thú, dùng vũ lực để dập tắt chiến tranh. Nhưng động cơ của Nagato và Obito là khác nhau. Nagato tạo ra tiểu đội Ben lục đạo, giết Hanzo và trở thành chùm làng mưa, kết nạp các ninja lưu vong từ các làng khác, đưa họ đi khắp nơi để thu thập vĩ thú. Dù bọn chúng là những kẻ hay gây hấn, nhưng Nagato cũng có nguyên tắc riêng. Còn Obito thì ngược lại, hắn không tuân thủ bất kỳ nguyên tắc nào,
hắn giết hết những người có cùng lý tưởng với mình. Sau đó, hắn dùng Sharingan khống chế Jinchuriki tứ vĩ, tàn sát làn sương mù, lôi cụ vĩ ra khỏi cơ thể của Kushina khi cô đang mang thai, thôi miên cụ vĩ để nó tàn phá làng lá, và gián tiếp gây ra cái chết của Hokage đệ tam và đệ tứ. Đáp ứng lời kêu gọi của Itachi, cùng nhau họ đã tàn sát cả gia tộc. Nhưng Itachi làm thế là vì hòa bình và làng, còn Obito chẳng khác gì một thằng ranh nổi hứng. Anh em có biết vì sao không? Hắn tấn công làng lá và thả cụ vĩ là vì trong một lần viếng mộ Rin, hắn nghe Kakashi nói Kushina đang mang thai. Lúc mang thai, Jinchuriki sẽ ở trạng thái yếu nhất, vĩ thú sẽ như một chú chó đớp phải bã. Cơ hội ngon ăn như vậy sao mà bỏ qua được chứ? Nên là hắn triển khai luôn mà chẳng cần suy nghĩ nhiều. Đúng chất trẻ trâu, ngồi lâu là ngứa. Nhưng với Obito thì đệ tứ vẫn luôn là người thầy mà hắn hết mực yêu thương. Điều hắn muốn là dằn mặt làng lá, chứ không phải gây hại cho Minato. Nên trong cuộc chiến với ông, hắn đã âm thầm tiến đến sau lưng, không hề có ý định gây chiến, mà chỉ muốn đưa Minato vào không gian Kamui, muốn tách anh ra khỏi chiến trường để không ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Nhưng lúc này Minato đã sử dụng phi lôi thần thuật để thoát được. Hai bên đành phải đánh trực diện. Hắn hoàn toàn có thể sử dụng các cách và các vũ khí tàn bạo hơn, nhưng khi đối đầu với đệ tứ, hắn chỉ sử dụng một sợi dây xích để bắt ông mà thôi. Ở đoạn kết của cuộc chiến, Obito chỉ muốn dùng tay trần để chạm vào đệ tứ. Đừng nói là giết, Obito còn không muốn làm Minato bị thương nữa cơ. Nhưng cũng vì lý do này nên hắn đã ăn ngay một quả Rasengan vào mồm. Ngay lúc này, cụ vĩ cũng đã thoát khỏi phong ấn. Ban đầu, hắn muốn bắt cụ vĩ, nhưng ở thời điểm hiện tại thì không thể nữa rồi, nên hắn quyết định rời đi. Nhưng hắn chỉ không ngờ là đệ tứ lại hy sinh trong lúc giao tranh với cụ vĩ mà thôi. Sau đó là sự kiện Obito tàn sát cả gia tộc. Trong series chưa từng đề cập đến vấn đề hắn có thù với gia tộc, nhưng khi được Itachi gợi ý hợp tác, dù không có động cơ gì nhưng hắn vẫn đồng ý, và sẵn tiện xin nhẹ toàn bộ mắt của gia tộc luôn. Một kèo quá lời mà chẳng mất gì cả. Thích thì giết chứ cũng chẳng cần quan tâm, vì trong đầu hắn lúc nào cũng nghĩ chỉ cần tạo ra thế giới mới thì tất cả sẽ được hồi sinh. Ngay lúc này, Obito không khác gì một tên sát nhân máu lạnh, rơi vào sự cô độc và không thể tìm thấy lối ra. Sau cái chết của Rin, cả Obito và Kakashi đều đau khổ và làm những chuyện mất kiểm soát. Nhưng Kakashi vẫn có thể thoát ra khỏi được đau khổ, vì bên cạnh anh còn có Gai, Yamato hay những người bạn như Asuma và Kurenai. Sau đó còn có đội 7. Nhưng còn Obito thì ngoài cái thằng Jetsu đi theo giám sát ra thì chẳng còn ai ở bên cạnh. Và mọi mối quan hệ của hắn chỉ dừng ở mức con cờ để thực hiện kế hoạch Nguyệt Nhãn. Và sau này khi Itachi gia nhập Akatsuki, sau đó là Deidara và Hidan, vừa đủ người để đi bắt các vĩ thú. Nhưng tất cả đều không ngờ rằng Ben, thủ lĩnh của tổ chức, chỉ là hình nhân của Nagato mà thôi. Và tất cả đều nghe theo sự chỉ đạo của Obito. Các vĩ thú khi bắt về đều được nhốt vào ngoại đạo ma tượng. Nagato không hề biết rằng Obito đang lợi dụng hắn ta để tập hợp vĩ thú và dùng hắn để duy trì hoạt động cho ngoại đạo ma tượng. Nhưng Obito lại không ngờ rằng các thành viên của Akatsuki đều bị tim làng lá làm gỏi từng đứa một và mất hơn một nửa quân số. Nhưng cũng có điều đáng an ủi là dù sao thì cũng bắt được gần hết vĩ thú rồi, chừng hai con nhiều đuôi nhất thì hơi khó nhai. Obito tự tin rằng nếu sai lục đạo Pain đi làm gỏi làng lá bằng thần la thiên chinh và địa bọc thiên tinh thì dăm ba con cáo ghẻ không là vấn đề. Nhưng sau đó lại một lần nữa, Obito hụt hẫng khi Nagato không những thất bại mà lại còn hồi sinh toàn bộ ninja đã chết. Sau đó còn tiết lộ kế hoạch ra ngoài, biết rằng không thể che giấu thân phận mãi được, nên hắn quyết định ra mặt và phát động chiến tranh thế giới ninja lần tư để ép bác vĩ và cụ vĩ phải lộ mặt. Nhưng thực lực giờ không còn nhiều nên muốn bắt bác vĩ hay cụ vĩ thì rất là khó. Và ngay lúc này, Kabuto mang đến ối thổ chuyển sinh để gặp Obito, và cả hai đã cùng nhau phát động chiến tranh. Vào đại chiến ninja lần 3, do cứu Kakashi nên Obito đã bị đá chôn vùi. Sau đó, Obito đã trở thành anh hùng của làng. Tên của Obito đã được khắc trên đài tưởng niệm. Và sau đó là vì hận thù che mờ mắt mà chính Obito đã trở thành kẻ khơi mào cho đại chiến ninja lần thứ 4. Obito vào thời điểm diễn ra đại chiến cũng đã đạt được một ngưỡng sức mạnh bá đạo. Một mắt là Mangekyo Sharingan với tuyệt kỹ là Kamui, mang theo khả năng dịch chuyển cơ thể khiến Obito trở nên bất khả xâm phạm. Còn bên còn lại là Rinnegan mà hắn đã thó được từ xác của Nagato. Ngoài ra còn nắm trong tay sức mạnh của 7 vĩ thú đã thu thập được từ trước. Đúng kiểu chẳng sợ bố con thằng nào. Sau khi nhận được lời đề nghị hợp tác từ Kabuto cùng với lực lượng ối thổ chuyển sinh của hắn, thì việc Obito có thể giả nát liên minh ninja chẳng có gì gọi là khó khăn cả. Nhưng xui làm sao, Obito cũng đã bị Kabuto nắm được điểm yếu. Kabuto cũng đã triệu hồi cả Madara, và đây chính là điều mà Obito lo sợ nhất. Obito thời điểm này đúng là chẳng ngán một ai,
Nhưng với Madara thì đó lại là một vấn đề khác. Khả năng hiện tại của Obito đều do Madara để lại, nhưng không chỉ riêng nhẫn thuật hay thể thuật, Madara còn để lại trong tim Obito một lá bùa. Nhờ vậy mà hắn có thể giết Obito bất cứ lúc nào hắn muốn. Không còn lựa chọn nào khác, Obito bắt buộc phải đẩy nhanh kế hoạch. Và nhờ vào ếch thổ chuyển sinh mà Obito đã có đủ 9 nguồn chakra vĩ thú. Dù Obito chưa hề bắt được cụ vĩ và bác vĩ, nguyên nhân là vì hai anh em Ginkaku và Jinkaku đã từng hấp thụ được chút ít chakra của cụ vĩ. Và cái vòi bạch tuộc của bác vĩ nhóm Sasuke đã từng mang về vẫn còn lưu lại chút ít chakra ở trên đó. Khi đã đầy đủ 9 nguồn chakra thì còn ngại gì mà không hồi sinh thập vĩ. Nhưng máu chó lại nổi dậy, Obito tinh hút luôn hai con vĩ thú còn lại cho đẹp đội hình. Hắn cho 5 vĩ thú cùng nhau tấn công Naruto và Killer Bee. Trong cơn ngặt nghèo, Kakashi và Gai đã đến kịp để hỗ trợ, nhờ đó để câu đủ thời gian cho Nano hợp nhất với Kurama. Và vừa hợp nhất, cụ vĩ đã một tay vả vỡ mồm 5 con còn lại. Đây là lúc cụ vĩ chứng minh cho chúng nó thấy, đứa nào nhiều đuôi thì đứa đó mạnh, nhất vĩ cay thì thôi rồi. Tình hình này mà kéo dài thì Obito chỉ có nước ngầm hành. Naruto ngày một mạnh lên, và ở bên kia chiến tuyến, Madara cũng đang bón hành vào mồm của 5 vị Kage. Nếu không nhanh thì Madara mà trở lại thì vỡ hết kế hoạch. Ngay lập tức, Obito kích hoạt nghi thức hồi sinh thập vĩ để có thể thực hiện kế hoạch nguyệt nhãn nhanh nhất có thể. Naruto và mọi người đã dốc toàn lực để tấn công Obito. Nhưng tất nhiên, với khả năng của mình, dù có là thể thuật hay nhẫn thuật thì mọi đòn tấn công đều vô dụng. Ngay lập tức, Kakashi đã sử dụng Kamui lên ngoại đạo ma tượng nhằm ngăn chặn quá trình hồi sinh thập vĩ. Nhưng nhà là phải có nóc, mắt là của Obito, dùng mắt của anh để hủy đồ của anh mà chưa có sự đồng ý là vi phạm pháp luật đó nha. Obito ngăn Kamui của Kakashi, Kamui bỗng nhiên bị ngăn chặn một cách bất thường, mà với một người chơi nhiều não như Kakashi thì dù là chi tiết nhỏ nhất cũng được anh phân tích tỉ mỉ. Để chắc chắn hơn, khi Naruto lao vào đấm nhau với Obito, Kakashi đã ném một thanh lôi độn kunai về hướng của Obito. Ngay khi kunai xuyên qua người của Obito thì Kakashi đã lập tức sử dụng Kamui để dịch chuyển kunai. Và sau màn va chạm, mặt nạ của Obito bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt. Để chắc chắn được phần nào, Kakashi muốn test thêm một lần nữa nên đã rủ rê Naruto và Gai làm thử xem sao. Lần này, trong lúc Naruto đang dùng Rasengan lao vào hướng của Obito, Kakashi đã dùng Kamui dịch chuyển Rasengan. Ngay lập tức, vai của Obito bị Rasengan đánh trúng. Không gian Kamui của mình xài chung với thanh niên này. Và Kakashi đã hỏi thẳng mặt, con mắt Sharingan này, người lấy ở đâu? Vì anh nghĩ rằng hắn đã cướp con mắt của Obito. Nhưng chưa kịp loát não, Obito đã lao vào đấm nhau, dùng Hakone để tấn công. Naruto tính làm thêm một quả Rasengan như lúc nãy, nhưng cái gì cũng có một lần thôi bro. Obito dùng Gai tấn công, tiêu diệt phân thân của Naruto, còn Naruto thì dùng bom vĩ thú để tấn công hắn ta. Cái này đơn giản mà, Obito chỉ cần chui vào không gian Kamui là có thể tránh đòn rồi. Lúc này, Kakashi đã nằm bẹp dí rồi. Khi đang nhẫn nhơ bơi lội trong Kamui, thì surprise, motherfucker, Naruto từ đâu xuất hiện, tay đang cầm Rasengan. Thì ra cái thằng phân thân lúc nãy chính là bản thể của Nano, đã được Kakashi dùng Kamui dịch chuyển vào trong này để chờ sẵn Obito. Na đập Rasengan thẳng vào mặt của kẻ địch. Lúc này hắn mới lộ mặt thật là Obito. Kakashi và Gai đều rất là sốc, không ngờ rằng tên khủng bố cầm đầu tổ chức Akatsuki gây ra đại chiến ninja lại là thằng bản thân đã hy sinh để cứu mình. Sau khi Rin chết, Obito đã đi khắp nơi, gặp gỡ nhiều thể loại và làm nhiều việc xấu xa, đã chứng kiến quá nhiều chuyện đau buồn, quá nhiều thứ dối trá. Như Thanos ngộ ra chân lý vậy, chỉ cần còn tồn tại các cá thể riêng biệt thì con người sẽ còn tha hóa, xung đột và chiến tranh sẽ vẫn có thể diễn ra. Nên Obito định sẽ dùng ảo thuật khiến cả thế giới phải mê man và phê pha, tất cả mọi người sẽ sống trong một thế giới tốt đẹp hơn. Sau một lúc tâm sự thì Madara cũng đã đấm vỡ mồm 5 Kage. Bây giờ sẽ là lượt của Nano và những người khác. Ngoài đạo ma tượng lúc này cũng đã chuyển hóa xong. Sau cả ngàn năm nay thì thập vĩ cũng đã trở lại, dù chưa hoàn chỉnh nhưng trước mặt của nó, bác vĩ và cụ vĩ chỉ như mấy con cờ hó chạy nhông mà thôi. Kakashi dùng Kamui để dịch chuyển bác vĩ tiếp cận thập vĩ để bắn bom vĩ thú. Tuy nhiên, khoảng cách sức mạnh là quá lớn, bom vĩ thú chẳng khác gì viên bi của mấy bọn trẻ ranh. Khi Kakashi chuẩn bị lãnh một đòn từ thập vĩ thì Naruto đã đẩy Kakashi ra và thay anh hứng chịu đòn này. Obito bất chợt nhớ đến ngày xưa khi mình cứu Kakashi, làm Obito muốn làm nhẹ một bài test. Không biết thằng Nano khi phải đối mặt với sự tuyệt vọng thì nó sẽ phản ứng ra sao. Ngay sau đó, liên minh đã xuất hiện để tiếp viện cho Nano. Kèo này thơm đây, hắn sẽ giết hết tất cả mọi người để Nano tuyệt vọng. Obito cho thập vĩ khát đơm vào bộ chỉ huy của liên minh. Cha của Ino và cha Shikamaru đều đã hy sinh sau đòn này. Sau đó, hắn cho thập vĩ bắn gai vĩ thú để tàn sát cả liên minh, chiến trường cho thành biển máu. Và để cứu lấy Hinata và Naruto, Neji đã dùng thân mình để đỡ gai vĩ thú và đã hy sinh. Naruto lúc này đã nhận một đòn chấn thương tâm lý cực nặng. Sau cái chết của mọi người, Obito cười bảo,
Không phải mày đã nói là sẽ không để đồng đội phải chết à? Lời nói của Nano tự như lời nhạc của B-Ray. Anh biết là nói thì dễ, mà cái gì dễ thì mình làm trước thôi. Ngày xưa Rin đã nói rằng sẽ chờ ngày Obito trở thành Hokage. Kakashi sẽ nói rằng sẽ bảo vệ Rin. Chính Obito đã nói sẽ trở thành Hokage, nhưng nhìn lại thì chẳng có thứ gì là hiện thực cả. Đúng là lời nói gió bay, khó mà thực hiện được. Trước mặt Na lúc này chỉ có sự tuyệt vọng. Obito muốn tha hóa Nano như cái cách mà hắn đã làm với Nagato. Nhưng trong lúc Na tuyệt vọng nhất thì Hinata đã tát vào mặt của Na để giúp cho cậu bình tĩnh hơn. Đây chính là điều khác biệt giữa Naruto và Obito. Naruto luôn có những người thân bên cạnh để đưa cậu trở về với ánh sáng, chứ không hề cô độc như Obito. Naruto hiểu ra chân lý và nắm lấy tay của Hinata. Sau đó, cậu dùng chakra của vĩ để bảo vệ mọi người trong liên minh. Thập vĩ lúc này đã hoàn toàn thức tỉnh và nổi điên. Nó tấn công liên minh một cách điên cuồng. Cuối cùng đã đến thời điểm để trở thành Rinchuriki của thập vĩ. Obito ngay lập tức dịch chuyển Kakashi vào trong không gian Kamui để làm kèo khô máu. Hai thanh niên lao vào và đấm nhau sức đầu mẻ chán, và Kakashi đã không hề khoan nhượng. Đoạn này đánh nhau căng cực, và trận này đã trở thành một trong những trận đấu hay nhất của series Naruto. Kakashi dù không muốn giết Obito, nhưng vì cứu thế giới và mọi người, Kakashi bắt buộc phải chạm nhẹ vào tim của Obito. Sau màn va chạm đẫm máu này, Kakashi đã để lại một khoảng trống trong tim của Obito. Obito nhìn Kakashi với ánh mắt khó hiểu và sau đó rời khỏi không gian Kamui. Lúc này, Obito đã hấp hối và sắp chết. Madara liền dùng thuật để khống chế Obito nhằm mục đích sử dụng luân hồi thiên sinh thuật để hồi sinh chính mình. Obito lúc này dùng chút sức tàn cuối cùng để kết ấn. Cùng thời điểm này, 4 Kage đã được chuyển sinh và team Sasuke cũng đang chạy đến chiến trường. Đệ tử muốn giết Obito để ngăn chặn sự hồi sinh của Madara, nhưng thuật mà Obito thi triển là để kết hợp với thập vĩ chứ không phải là thiên sinh thuật. Và Obito đã mượn tay Kakashi để phá hủy lá bùa của Madara bên trong tim của mình. Obito và thập vĩ hợp nhất và khai sinh ra Obito lục đạo. Sức mạnh được nâng lên tầm vũ trụ, cả các Kage cũng phải nổi da gà. Madara cũng cảm thấy hơi rợn người. Nhưng sức mạnh của thập vĩ là quá lớn, nó khiến cho Obito dần mất đi lý trí. Nhưng Obito nhờ vào tình cảm mãnh liệt dành cho đội của Minato mà đã giữ được lý trí và trở thành Obito thập vĩ toàn chân thể. Và với khả năng của mình, chạm đến đâu là nát đến đó. Dù là Uế Thổ chuyển sinh cũng không thể phục hồi, cơ thể trở nên bất hoại. Dù là Hokage hay là Na và Sak cũng không thể khiến hắn ta bị thương. Nhưng cái gì cũng phải có giới hạn chứ. Lên lục đạo thì đồng nghĩa bay mất Kamui. Và sau một quá trình thử nghiệm, Tobirama phát hiện ra tiên thuật có thể gây đam lên hắn ta. Vậy là Nano lại lên form mới. Tiên thuật của vĩ hình cùng với Minato của vĩ, hai cha con đã tạo ra quả Rasengan siêu to khổng lồ, ném thẳng vào mồm của Obito. Obito hơi cay, đấy là vì mình càng mạnh thì thằng Na nó càng mạnh. Nên Obito quyết định đánh một đòn ulti, triệu hồi thần thụ, sử dụng nguyệt nhãn để thu hồi toàn bộ chakra trên thế giới. Thần thụ mọc rễ cây và cuốn lấy tất cả mọi người. Sau đó, nó rút cạn chakra những ai mà nó chạm vào. Chiến trường lại trở thành tử địa, mọi người lúc này cũng đã buông xuôi. Ai ai cũng chán nản, Nano cũng dần gãy đổ. Thì ngay lập tức, Sasuke xuất hiện và bút tinh thần cho Na. Na lại lập tức đứng dậy và với chakra của cha mình, dưới sự hắc não của Na, liên minh đại đứng lên và một lần nữa chuẩn bị tấn công. Naruto và Sasuke giao thông để tạo ra hình thái Susanoo của vĩ toàn chân thể và lao vào chém nhau với Obito. Sự sa ngã càng lớn thì sức mạnh của thập vĩ càng mạnh. Obito từng vì tìm lại Rin mà làm tất cả, nhưng sau khi chứng kiến Naruto và đồng bạn vì nhau mà hy sinh, vượt qua bóng tối và trở nên mạnh mẽ hơn, Obito bắt đầu nghi ngờ bản thân. Liệu ngay từ đầu hắn ta có sai không? Nếu ngày đó hắn trở về thì đã có thể cùng mọi người để bảo vệ tương lai rồi và thực hiện ước mơ trở thành Hokage của mình. Một phút suy tư khiến cho sức mạnh suy yếu, liên kết giữa các vị thú bị cắt đứt, cả thế giới cùng nhau kéo chắc ra vị thú ra. Cảnh tượng này khiến cho Obito thay đổi. Thế giới vẫn còn hy vọng, mọi người cùng nhau đoàn kết vượt qua khó khăn, chứ không như hắn ta chìm trong tuyệt vọng. Các vị thú được giải phóng, Obito lại trở lại với thân xác của mình. Kakashi lao đến và muốn kết liễu hắn ta. Obito lúc này cũng đã ngộ ra tất cả và đã chuẩn bị cho cái chết. Nhưng sau đó, Minato đã ngăn cản Kakashi vì Minato chưa bao giờ muốn bỏ rơi học trò của mình. Thầy xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được các em. Obito hối hận và muốn dùng thiên sinh thuật để hồi sinh những người đã bỏ mạng trong đại chiến. Haketsu xuất hiện và khống chế Obito, giúp cho Madara được hồi sinh. Hắn hút hết chakra của đệ nhất, bắt lại các vị thú, sau đó giết Na và Sak, trở thành Madara lục đạo. Bây giờ chỉ cần lấy lại Rinnegan từ Obito là xong. Obito bây giờ đã khác, anh sẽ bảo vệ hy vọng của thế giới, dùng ý chí để khống chế Haketsu, giả vờ hợp tác và anh đã xiên Madara một nhát. Madara cay lắm, muốn móc con Rinnegan, nhưng Kamui bây giờ đã trở lại. Obito rút hết toàn bộ chakra của vĩ thú ra, sau đó cùng phối hợp với Kakashi để tiến vào Kamui, mang toàn bộ chakra vĩ thú bỏ vào cơ thể của Na.
Na và Sặc sau đó đã gặp được Lục Đạo và nhận được chakra Lục Đạo. Và sau đó, cả hai đã lao vào và đấm nhau với Madara. Obito đã kiệt sức và muốn Sakura hủy đi Rinnegan của Madara để có thể chấm dứt chiến tranh. Trong lúc con Đào còn đang ngáo, Madara cướp mắt của Kakashi và lao vào Kamui để lấy lại con mắt của mình. Obito dùng Kamui để cứu Sakura, còn bản thân thì bị bắt. Madara thắc mắc, hắn làm sao để có thể tháo được bùa khống chế? Obito nói rằng chính tay Kakashi đã đâm xuyên tim để có thể phá bùa. Madara cười lớn và nói rằng anh và Rin đã lựa chọn cùng một cách để phá bùa của lão ta. Lúc này Obito mới sốc tận óc, chính Madara từ đầu đã sắp đặt tất cả để chi phối anh, biến tất cả trở thành con rối trong tay của hắn ta. Obito đã rất đau lòng vì từ đầu đến cuối anh chỉ như con cún bị lão ta đùa giỡn mà thôi. Nhưng nghiệp không tha một ai, chính Madara cũng đã trở thành con cờ trong tay của Hakketsu. Trong lúc hoàn thành kế hoạch nguyệt nhãn, Madara bị Hakketsu xiên và hắn đã hiến tế Madara để có thể hồi sinh Kaguya. Và trong trận chiến cuối cùng giữa đội 7 và Kaguya, Obito đã vì cứu Kakashi và Naruto mà đã chấp nhận cái chết. Và sau đó, Obito đã cho Kakashi mượn cả đôi mắt của mình để có thể triệu hồi Susanoo toàn chân thể, giúp bọn họ chiến thắng Kaguya và giải cứu thế giới. Video đến đây là hết rồi, hẹn gặp anh em vào video tiếp theo.